Kết quả xét nghiệm PCR sáng ngày 12 tháng 11, Trà Vinh phát hiện 62 ca mắc mới, trong đó thành phố Trà Vinh 17 ca, huyện Châu Thành 11 ca, huyện Cầu Kè 8 ca, thị xã Dư Hải 7 ca, huyện Chú Cần 6 ca, huyện Dư Hải 5 ca, huyện Cầu Ngang 4 ca, huyện Cầu Long 2 ca, huyện Trà Cú 2 ca. Trong 17 ca ở thành phố Trà Vinh có 6 ca là công nhân được sàng lọc định kỳ, có 3 ca trong khu phong tỏa, có địa chỉ ở phường 7, 5 ca trong cộng đồng, địa chỉ ở xã Long Đức, phường 3, phường 4, phường 5 và phường 8. Quyện cho thành 11 ca, trong đó có 9 ca trong cộng đồng, đều có địa chỉ ở xã Lương Hòa, 2 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế, có địa chỉ ở xã Hòa Lợi và xã Sông Lộc. Quyện Cầu Kè 8 ca, có 5 ca là F1, đã được cách ly từ trước, và 3 ca là người ngoài tỉnh về có địa chỉ ở xã Thông Hòa. Thị xã Duy Hải 7 ca, trong đó 4 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế, có 3 ca trong cộng đồng, địa chỉ ở phường 1. Quyện Thứ Cần 6 ca, trong đó có 2 ca là người ngoài tỉnh về, 2 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế, có 1 ca là F1, ở xã Tân Hùng, 1 ca trong cộng đồng ở xã Hiếu Trung, quyền Dư Hải 5 ca, trong đó 2 ca là F1 có địa chỉ ở xã Đông Hải, xã Long Vĩnh, 1 ca trong khu phong tỏa có địa chỉ ở xã Đông Hải, 2 ca là người nuôi bệnh nhân tại bệnh viện giả chiến số 1, có 1 ca trong cộng đồng. Quyền Cầu Ngang 4 ca, trong đó 2 ca được sàng lọc tại cơ sở y tế, 1 ca là người ngoài tỉnh về và 1 ca trong cộng đồng có địa chỉ ở thị trấn Cầu Ngang. Quyền Cà Long 2 ca là người ngoài tỉnh về, quyền Trà Cú 2 ca, trong đó có 1 ca trong cộng đồng ở xã Thanh Sơn, và một ca được sàng lọc tại cơ sở y tế ở xã Thanh Sơn. Hiện nay toàn tỉnh cách ly tại cơ sở y tế 1.592 trường hợp, cách ly tập trung 1.795 trường hợp. Tính đến sáng 12 tháng 11, toàn tỉnh Trà Vinh có 3.882 bệnh nhân COVID-19, có 2.204 bệnh nhân được điều trị khỏi, 28 trường hợp tử vong.